Rồi xuống đó, rồi giật lên handstand lại, giật lên handstand. Rồi 1 2 3 tốt, tiếp tục nhả xuống half cobra, thôi half cobra nữa rắn hổ mang. Rồi lên lại, cuộn lên tư thế tấm ván cao một chân con mèo. Ok, giữ 3 giây, 1 2 3, đổi chân. Đúng rồi. Rồi giữ tư thế 3 giây, hạ mông xuống sau đó cuộn bụng vô. Đúng rồi, lên handstand khoay dậy, vũ mũi chân ra, vũ mũi chân ra. Đó, đây là tư thế lên handstand. Rồi hạ xuống half cobra, nửa rắn hổ mang. Rồi đẩy lên, cuộn nhanh nhanh lên. Đúng rồi, lên handstand cũng phải cuộn nhanh vậy đó. 1 2 3, tiếp tục xuống. Rồi giật lên lại handstand. Đúng rồi, 1 2 3, hạ xuống. Hít vô. Đúng rồi, lên, thở ra, thở ra, cuộn lên handstand, 1 2 3. Rồi rồi. Đúng rồi, giơ cao chân luôn, đó lên handstand cũng phải vậy luôn. Rồi xuống. Hít vô. Đúng rồi, giữ cái đó, không để võng lưng, không để võng lưng. Cuộn bụng vô, cuộn bụng vô, cuộn thêm, đúng rồi. Rồi đẩy ra lại, dùng vai đẩy lên, đúng rồi. Đây là để mình khởi động lực vai cho handstand mà tăng tiến độ lên thứ hai. Cấp độ thứ hai là giơ một chân lên, đúng rồi. Rồi giơ lên, rồi giơ lên tiếp, chính xác. Rồi một lần nữa, cố lên một lần nữa thôi. Xuống hít vô mũi, lên thở ra mũi luôn. Rồi lên thở ra, rồi đổi chân. Đúng rồi, đổi chân. Rồi giơ chân kia lên, rồi xuống từ hai tấm ván cao một chân. Đúng rồi, cuộn bụng vô, đừng để lưng võng đó. Đó, cuộn bụng vô, đúng rồi, đó, đẩy lên, đó, cuộn bụng vô, nó sẽ vô lưng dưới nè. Rồi xuống hết. Đúng rồi, cái góc độ chân luôn giữ như không, cái góc độ chân mình luôn giữ vậy, để lên handstand mình luôn luôn nhớ là cái góc độ chân nó luôn luôn vậy đó. Thở, đúng rồi. Rồi xuống hết, đúng rồi, nhớ hấp ngực vô nha con đó. Rồi lên thở, rồi ok. Rồi chồm vai, nhóm mũi chân chồm vai, nó vừa thấy nặng rồi rút lên lại liền. Đúng rồi đó, vừa thấy nó nặng đó, chồm vai nè, chồm cái khúc vai, nó vừa thấy nặng rút lên lại liền. Đúng rồi, chính xác. Sau này mình rút lên handstand mình cũng làm như vậy luôn, nó chồm vai vừa thấy nặng rút lên lại liền. Đúng rồi, tiếp tục chồm vai, vừa thấy nó nặng là rút lên lại liền, chính xác. Tiếp tục cố lên, nó chồm vai vừa thấy nặng đó rút lên liền. Đúng rồi đó, là chồm vai ra nè, thấy không, đó chồm vai, đó chồm vai tới rút la đó. Từ đây rồi dồn hết lực vô, hít hơi sâu vô nè, hít hơi sâu vô. Rồi dồn tới, vừa thấy cái chân nó nhẹ là nhấc cái chân đặt ra giữa hai tay. Đúng rồi, rồi dùng lực chân búng ra và kiểm soát bằng lực vai. Đúng rồi, cho nó nhẹ hơn nữa. Đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp tục dồn tới, hít hơi vô, lúc dồn tới là hít hơi vô. Nhấc chân lên là nén hơi lại nha, nhấc chân lên là nén hơi lại, nhấc chân lên đưa nén hơi. Đúng rồi, rồi hít hơi sâu vô, rồi đẩy ra, thở ra, thở ra. Đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp tục dồn lực tới, thấy chân nó nhẹ đưa nó vô giữa tay. Đúng rồi, chính xác. Nói như vậy nó sẽ tăng được cái lực vai, nó tăng được cái lực vai, nó cái lực vai trước nè, nó cái vai trước nó khi mà dồn tới, cô dồn tới đi, nó là cái vai trước đang này học được nè. Dồn tới, đúng rồi, chính xác. Một lần nữa thôi, cố lên. Đúng rồi, rồi đưa tới nó là ok. Đúng rồi, rồi trả ra nữa là ok. Rồi bật nhiêu đây thôi, từ nhiêu đây bật một cái nhẹ là kiểm soát nó duỗi lên luôn, cái lên đó được. Rồi từ từ lại làm lại nè, từ đây nè, bật duỗi hẳn chân luôn nha, bật một cái là duỗi lên kia luôn nha, bật một cái là duỗi lên lên trên luôn đó. Chưa đẹp như nãy. Rồi co xuống đi, bật xuống đi, bật xuống. Đúng rồi, rồi bật xuống dưới luôn. Rồi là làm lại thêm. Đúng rồi, rồi, rồi từ ngay đây bật nhẹ một cái chân duỗi ra, đâu cần phải bật mạnh đâu, đúng không, lên là chân duỗi ra liền, bật cho cái chân nó duỗi lên lên trên tường hay là xong rồi. Cố lên con, đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi xuống, rồi từ ngay đó bật lên luôn, từ ngay đây bật lên lại luôn cho nó quen cái coi không cái đợi, coi gì. Rồi rồi xuống chậm rồi, đúng vô tường luôn, lên là khép chân vô nha con, nên là khép vô, dồn vô tường, khép vô liền. Đúng rồi đó, đó vô tường rồi, bắt đầu đưa một chân ra, ra đúng cái điểm đó chưa, ra đúng điểm chưa, đó được đó, ngay đó thôi, là giữ yên đó, giữ yên đó.
đợi chân kia nhập vô, chân kia nhập vô. Đúng rồi, nhập vô nhanh hơn nữa cô. Đúng rồi, đó 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 đó, ngay ngay khúc đó, tiếp tục. Cô thấy nhập có vẻ sai lên. Đúng rồi, dồn vô luôn. Đúng rồi, rồi đưa một chân ra, đưa đúng cái điểm mà mình cảm thấy mình handstand được nha. Đó là đúng cái điểm dừng này thôi, đó là handstand được đó. Chân kia nhập vô, nó đợi chân kia nhập vô. Đúng rồi, đúng rồi, đó 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 đó, trời đó, thăng bằng đó, thăng bằng đó. Đúng rồi, thăng bằng, thăng bằng, thăng bằng, thăng bằng. Ok, quá tốt. Ok, vậy là ok đó. Bây giờ lên nè, nè coi cái thế lên nè, lên đó, khép vô đủ, muốn giữ thăng bằng rồi ha. Rồi bây giờ cứ vô tường lại, vô tường, giờ vô tường lại, vô tường lại vô đó, giữ được cái vui rồi, giữ được cái vui rồi, rồi giờ vô tường thấy không. không cần người đỡ, không cần tường luôn, lên đó, lên rồi đồ quá giờ. Rồi, đó bây giờ nè cô để ý nè, cái chân ở đây nó giữ yên rồi, nó đợi chân kia nhập vô rồi, giờ cô nhập đó, đó là nó vậy, hiểu không đó. Bây giờ là giữ thăng bằng thôi, rồi mất thăng bằng thì đổi vô tường lại, rồi bây giờ thử tự làm thôi, giống như con giữ rồi nhập được đó. Ok, ngon lành đó, tốt. Ok, bật lên tường nè, bật lên tường, vô tường luôn, rồi đặt mông vô tường. Đúng rồi, rồi cuộn gói xuống, rồi bắt đầu tì vai nè, đặt đầu vô đó, rồi cuộn gói xuống, thả xuống nhẹ nhàng như nãy nha, nhẹ nhàng đó. Đúng rồi vô luôn. Rồi ok, giờ mới cuộn nè, cuộn trên trước, rồi tới đây là bắt đầu tì vai, đặt đầu vô, rồi cuộn hết vô bụng luôn đó, đặt xuống. Đúng rồi, tốt. Tì mông vô đó, tì mông vô là nó nhẹ nhẹ bớt rồi đó, rồi tì vai, tì đầu luôn. Rồi giờ gặp sát vô nè, đó ngay đó, đúng rồi đó, rồi bây giờ đặt xuống đó, thấy không, nhẹ đúng nhàng rồi. Rồi bây giờ mới cuộn bụng vô nè, đó coi nè, coi cuộn vô bụng này, đó. Rồi đặt xuống đây, đó rồi bây giờ mới đặt mông vô, rồi co gói xuống, cuộn người xuống. Đúng rồi, rồi đừng như đây thôi, giữ, đúng rồi, đó. Rồi cô ráng đừng ở đây cho cái góc chân nó đụng tường coi, dụ mũi chân ra gán đừng ra góc tường. Đúng rồi, đó. Rồi giữ luôn, rồi gập cổ vô, đừng có nhìn xuống đó. Đúng rồi từ từ gập cổ vô đó cô. Cái tư thế này nè nó nặng hơn handstand nha, chắc handstand trồng chuối đứng tay co gối là nó sẽ tốt, nó vô cái lưng dưới đó, nó sẽ vô cái khúc lưng dưới này nè, nó là bài bổ trợ lưng dưới rất là tốt. Mình làm bài này quen rồi, nó lên cái handstand thẳng của mình là kiểm soát tốt hơn nữa, tại bài này nó nặng hơn cái handstand thẳng bình thường. Đẹp lắm cô, đẹp. Rồi xuống, ok, quá tốt. Rồi kết thúc buổi tập. Đúng không, cô vẫn làm thấy nó hả, đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem video, và đó là một buổi tập lực tay dành cho nữ yoga lớn tuổi do Lê Phạm Thế Vũ, The King of Handstand in Việt Nam hướng dẫn để tập bổ trợ cho handstand nha các bạn. Ok, hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn. Và cô nãy là cô U60, cô cũng 60 mấy tuổi rồi mà cô vẫn có tập được, thì các bạn cũng sẽ tập được. Chúc bạn tập luyện tốt handstand nhé. Bye bye.